Quay trở lại với kênh channel YouTube của Len Xoắn. Và ngày hôm nay lại là một clip review nữa. Tại sao Len Xoắn hay ra những cái clip review len? Bởi vì sao? Bởi vì Len Xoắn luôn luôn cập nhật những cái mẫu len mới nhất, hot nhất và bắt trend nhất, cùng với những cái chất liệu mà tốt nhất để cho mọi người có thể là được trải nghiệm những cái dòng len mà thực sự là mình ưng ý nhất. Và thôi, không có nói nhiều nữa và chúng mình đi vào luôn xem là ngày hôm nay mình sẽ review về dòng len gì nhá. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người 5 màu len mới của Color CL. Và như mọi người cũng đã biết, Color CL là một cái hãng chuyên sản xuất những cái dòng len dài hạn có chất liệu cao, đó là PC Hydrogel. Và cái dòng PC Hydrogel này nó có những đặc điểm gì thì mọi người có thể tham khảo lại ở cái video trước đấy mình đã review dòng CSA của Color CL nhé. Đầu năm 2022 vừa qua thì Color CL vừa ra nguyên một bộ sưu tập, đó chính là Ultra Smooth Edition với rất là nhiều các cái mã len. Và sau khi mà mình đã test thử này, trải nghiệm rồi thì mình đã lọc ra được 5 cái màu len mà mình cảm thấy là phù hợp với đa số người Việt Nam chúng mình. Và chúng mình cùng đi vào luôn xem là 5 cái màu len đấy có những ưu điểm gì nhá. Một cái đặc điểm chung của cả 5 màu len này đó chính là đều thuộc chất liệu PC Hydrogel. Và với phiên bản Ultra Smooth này thì sẽ được nâng cấp lên, đó chính là 2RPC để khiến cho đôi len nó có độ ẩm tốt hơn và duy trì được cái thời gian dài khi mà đeo len, khiến cái đôi mắt của mình luôn luôn trong trạng thái ẩm, mềm và ôm sát vào mắt. 5 màu len này sẽ chia ra làm 2 phiên bản. Phiên bản thứ nhất đó chính là Ultra Mode Signature với 3 màu len, đó chính là London, Pittsburgh và Toulouse. Với những cái đường vân len nó rất là cơ bản, basic và nó đi vào tiềm thức của những người chơi hệ len từ ngày xưa rồi. Và phiên bản thứ hai đó chính là phiên bản Ultra Smooth Illusion với 2 màu, đó là Envy Green và Nude Brown. Với những cái vân len mà kiểu là hơi căng mọng, phủ bóng, mang hiệu ứng huyền ảo một chút nhưng mà vẫn giữ được độ chân thực cho đôi mắt nhá. Và chúng mình cùng đi vào luôn phần packaging của Ultra Smooth nha. Đây chính là cái hộp len của Ultra Smooth và cả 5 sản phẩm đều là được thiết kế theo cái bao bì này nha mọi người. Đập vào mắt thì sẽ là một cái hộp len màu trắng vuông vắn, và cái màu này thì mình sẽ cảm thấy nó rất là trang nhã luôn nha. Cái dòng chữ tên len thì sẽ được phủ một cái lớp ánh bạc, nhìn sẽ kiểu sẽ như thế này này, trông nó sẽ óng óng như thế này, rất là xinh luôn, trông kiểu xịn sò luôn ấy. Và giống như những cái hộp len cơ bản khác thì sẽ có phần ghi thêm tên này, thông tin của len cũng như là độ ẩm, chất liệu của len như thế nào. Và cái này thì sẽ có một cái đặc điểm khác hơn so với những cái hộp len cơ bản bình thường nha. Thì ở bên trong nó sẽ có một đôi len này, và chúng ta sẽ có một cái khay đựng len của hãng tặng kèm, khay đựng len CSA nói luôn nha, nhìn trông xịn không? Đấy, cái khay này ý, thì nó sẽ có 2 cái màu trắng và màu kem. Nói chung là cái chất liệu của nó rất là xịn luôn mọi người ạ. Nó sẽ khác hẳn với những cái khay nhựa bình thường cơ bản luôn nhá. Nhưng mà theo mình thấy kiểu các bạn mà đã từng mua cái dòng này đánh giá ấy, thì cái khay này cảm giác nó sẽ hơi bị to và cái nắp của nó ấy, nó sẽ không phải là cái nắp trong suốt nên là không nhìn được len ở bên trong. Nhưng mà bản thân mình, cá nhân mình ấy, thì mình thấy là cái hộp này nó rất là xịn luôn nên mình cũng không cần phải nhìn len ở bên trong đâu. Nói chung là rất là đáng tiền luôn nha mọi người. Nhìn trông rất là xịn phò nguyên cả một cái hộp như thế này luôn. Mình sẽ test thử từng phiên bản nha. Và phiên bản đầu tiên đó là phiên bản Signature với cái màu len đó là Ultra Smooth Toulouse nhá. Ok, và đây chính là màu Ultra Smooth Toulouse nha mọi người ơi. Đây, một cái vân len mà kiểu là mọi người có thể thấy là cái vân len nó khá là đỏ đúng không? Nhưng mà tí nữa nhá, khi mà đeo lên mắt nhá, mọi người sẽ không thấy nó bị đỏ nữa đâu. Rất là xinh luôn nhá. Đây, chúng mình cùng đeo luôn nha. Đây, chúng mình cùng đeo luôn nhá.
Mọi người có thể nhìn thấy cái vân len nó rất là đỏ đúng không? Nhưng mà khi đeo lên mắt này, kiểu là mọi người có thể thấy là cái mắt của mình ấy, nó sẽ được nâng lên một cái tông, nó được sáng nhẹ hơn so với cái mắt của mắt màu đen cơ bản bình thường nhá. Đeo nốt mắt bên này cho nó cân nha. Lúc nào chúng mình đeo len chúng mình cũng phải đeo hả cả hai mắt nhé, chứ đừng đeo một mắt thôi, nhìn nó sẽ kiểu rất là lệch nhau đấy mọi người ạ. Đó. Tinh tinh. Và đây chính là màu Ultra Smoke Toulouse nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Nó có bị đỏ như cái vân len lúc mình vừa nhìn thấy không? Không hề đúng không? Ở trong cái quá trình mà mình bán hàng ấy thì mình đã tư vấn cho khá là nhiều khách và có rất là nhiều câu hỏi như là kiểu là chị ơi em chỉ muốn sáng mắt ra thôi, hay là chị ơi em chỉ muốn cái mắt mình trong hơn thôi mà kiểu là không muốn bị một cái màu nào khác pha vào ấy. Thì khi mà mình test cái màu này thì mình bảo là ui đây chính là cái màu chân lý của những cái câu hỏi đấy rồi, kiểu là cái màu này nó sẽ giải đáp được toàn bộ vấn đề về cái phần màu, hay là về cái phần trong, hay là về cái phần sáng nhẹ. Thì mọi người có thể thấy là cái mắt mình ý, nó vẫn giữ nguyên là một cái tông nâu cơ bản thôi, nhưng mà nó sẽ kiểu là cảm giác nó sẽ nâng lên một cái tông sáng hơn một chút thôi. Nó không phải là đen nữa mà là kiểu hơi nâu ánh cam một tí, hơi đỏ đỏ nhẹ một tí, và nhìn cái gương mặt của mình nó sẽ trở nên được kiểu sáng hơn và trở nên ấm áp hơn nhá. Chúng mình cùng zoom vào luôn xem là cái mắt của mình khi nhìn cận thì nó sẽ như thế nào nhá. Đây chính là cận cảnh của Ultra Smoke Toulouse nha mọi người. Mình đang ngồi ở trước cái đèn rất là to và rất là sáng, thế là mọi người sẽ cảm thấy là cái màu của nó sẽ bị rực hơn. Chứ nếu mà bên ngoài điều kiện ánh sáng bình thường thôi thì mọi người sẽ thấy nó dễ rất là tự nhiên nhá. Mọi người có thể nhìn thấy là cái độ chuyển màu của nó khá là mềm mượt, từ nâu đen sang kiểu hơi nâng lên một tông cam cam nhẹ và hơi ánh đỏ, trông sẽ kiểu là rất là nhẹ nhàng và sẽ rất là tự nhiên luôn. Và đặc biệt là đối với cái vân len mà khi mà chúng ta nhìn ở cái vân ý, nó nhìn sẽ hơi bị rõ, nhưng mà khi mà lên mắt ý, thì tuyệt nhiên là chúng mình sẽ không thấy được cái vân của nó đâu, mà nó sẽ hòa vào với cái mắt của mình, trông sẽ rất là thật luôn nhá. Nói chung là mọi người có thể đeo cái mẫu này đi học hoặc là đi làm đều được, bởi vì là cái màu này nó sẽ rất là dễ đeo và nó sẽ rất là tôn da nha. Ok, và sang đến màu len tiếp theo, đó chính là màu Ultra Smoke London nha. Cái màu này thì nó sẽ là một màu xám khói, hơi bạc bạc một tí. Và bây giờ chúng mình cùng đeo lên xem mắt sẽ như thế nào nhé. Đây, chuyển sang màu xám sẽ lại là một vai khác luôn mọi người ơi. Đó, nhìn khác hẳn không? Che nhá, một mắt này, một mắt không đeo này, khác hẳn nhá. Đeo luôn bên còn lại. Nốt mắt bên này nha. Nói chung là thay đổi sang tông xám thì nó sẽ lên một cái thần thái sang chảnh khác mọi người ạ. Cận mắt nhá. Đây chính là cận mắt của Ultra Smoke London nha. Mọi người có thấy cả một bầu trời Anh Quốc ở trong mắt của mình không? Nói chung là lấy cảm hứng từ những cái màu chủ đạo của đất nước Anh, thế nên là khi mà đeo lên cái màu xám này thì mình sẽ cảm thấy là như là một cả một bầu trời châu Âu đang ở trong mắt của mình vậy. Đó, cái màu xám như thế này thì nó sẽ hơi một chút khói nhẹ và nó sẽ không bị quá là gắt gỏng như những cái màu xám khác đâu, nên là mọi người có thể dễ dàng để đeo, mà khi mà mọi người make up nhẹ nhàng cũng có thể đeo được nha, không cần phải quá là cầu kỳ về phần make up đâu nhá. Xám nhẹ rồi, bây giờ đến xám tây nha. Đây chính là vân len của Ultra Smoke Whisper nha mọi người. Trời ơi, nhìn cái vân len đi, trông nó có phê không cơ chứ. Đeo luôn nha. Đeo luôn nha. Đây, chung là màu này thì nó sẽ sáng hơn cái màu xám vừa rồi mà mình vừa đeo đấy mọi người ạ. Đây này, sẽ kiểu là thay đổi hẳn một cái sắc xám. Kiểu cái sắc xám vừa rồi thì là xám khói, còn cái màu này nó sẽ kiểu hơi ánh xanh một tí nha, và nó sẽ kiểu sáng hơn. Đeo nốt vào bên kia để cho nó cân bằng nhá. Nốt nha. Đây, đeo hai mắt lên thì sẽ kiểu là khác bọt luôn. Trời ơi, cái kia châu Âu thì đây là Latin hay gì hả mọi người? Đẹp không? Dã man luôn nhá. Ok, và đây chính là cận mắt của màu Ultra Smoke Peterborough nha mọi người. Mọi người có thể thấy là so với cái màu London kia thì sang cái tông này nó sẽ sáng nhẹ hơn một chút. Và đây chính là một cái màu xám hơi bạc bạc và hơi ánh xanh khi mà ra nắng nha.
cái vân len ý, nó sẽ lên ở trên mắt của mình khá là rõ ràng. Và đây chính là một cái vân len mà đúng như cái tên gọi của cái dòng Ultra Smooth Signature, thì đây là một cái vân len mà nó rất là cơ bản và basic từ ngày xưa đến giờ. Và những cái vân len như thế này thì không bao giờ làm mình thất vọng bởi cái hiệu ứng khi mà lên mắt của nó. Nó sẽ rất là tây, rất là trong và sẽ rất là rõ ràng, sắc nét bởi cái màu của nó nữa nhá. Đó, với cái tông sáng như thế này thì mọi người nên là make up một chút và make kỹ một chút nha. Bởi vì là tông này nó sẽ sáng hơn tông London một chút, nên là mình cần phải make up và để cho cái khuôn mặt của mình nó sẽ được kiểu tây hơn và sẽ được thu hút hơn, trông nó sẽ được sắc sảo hơn nha. Đấy, nhìn cận mắt thì nó sẽ kiểu là sẽ bị rõ ràng đúng không mọi người, mà kiểu tại vì là mình quay ở cận đèn nữa, kiểu sát đèn ấy, thế nên là cái mắt của mình nó sẽ bị sáng hơn. Chứ thực ra là khi mà lên cả mặt ấy thì trời ơi mọi người nhìn đi, tây mà nó rất là ăn make luôn nhá. Nói chung là đây là một cái màu mà mọi người không thể bỏ qua đâu, đặc biệt là những cái bạn mà kiểu là yêu thích các cái layer make up hoặc là thích những cái màu len sáng thì mẫu này thực sự là nó là đỉnh của chóp luôn nhá. Xong ba màu của Signature rồi và bây giờ chúng ta cùng sang đến hai cái màu len của Illusion nha mọi người. Và màu đầu tiên là chính là màu Nude Brown với một cái hiệu ứng nâu trong veo hơi highlight màu xám nhá. Đây chính là vân len của Nude Brown nha mọi người ơi. Chắc hẳn là đây sẽ là một cái màu nó tự nhiên nhất trong năm màu này đấy mọi người ạ. Đeo thử nha. Đeo luôn nha. Cái này nó sẽ có một cái highlight nhẹ, thế nên là khi mà mọi người đeo ấy, mọi người để ý cái highlight đấy nó để xuống dưới thì nhìn cái mắt mình nó sẽ được trong hơn nha. Nốt bên kia nhá. Tiếp nha. Nốt bên này đi cho nó cân nhá. Đó, màu này tôi đã nói cho mọi người rồi, màu này màu tự nhiên nhất mà, thấy sự trong veo, nàng thơ tự nhiên chưa? Đây nhá, đây là zoom vào cận cảnh khi mà mình đeo cái Ultra Smooth Nude Brown đây mọi người ơi. Mọi người có thấy nó sẽ có một cái ánh xám ở bên trong không? Đó, đó chính là điểm đặc biệt của cái màu len này đấy. Vẫn là một cái tông nâu ở viền ở bên ngoài và với một cái highlight màu xám trong nhẹ để khiến cho cái mắt mình sẽ kiểu cảm giác như là ảo hơn và kiểu nhìn nó lạ lẫm hơn ý. Đối với cái tông màu này ý, thì mọi người chắc chắn là mọi người có thể đeo được đi học hoặc là đi làm được. Nó phù hợp với khá là nhiều hoàn cảnh, thế nên là không cần phải quá là chăm chút về make up, hoặc là mọi người có thể không make up vẫn có thể đeo được cái tông này nhá. Đổi gió một chút bằng một cái tông nâu mà kiểu là hơi trong trong nhẹ nhẹ như thế này để đi cà phê trông cũng rất là xinh rồi đúng không? Thay đổi nhưng mà không hề đổi thay, đó chính là cái ưu điểm của cái màu len này. Mặc dù là mọi người sẽ tưởng như là một cái màu nâu nó rất là cơ bản và bình thường thôi, nhưng mà khi mà lên mắt ấy, thì mỗi một cái tông màu của cái lòng đen của mắt thì nó sẽ lại lên ra một cái hiệu ứng khác nhau. Thế nên là mọi người hãy thử xem là khi mà lên mắt của các bạn sẽ có cái hiệu ứng như thế nào nhá. Và với cái tông như thế này ý, thì mọi người có thể là đeo khi không make cũng được, và đeo đi học cũng được, và đeo đi làm cũng được. Những cái kiểu môi trường mà chúng ta không được đeo những cái màu len quá là sáng thì màu này ý, thực sự là nó rất là đẹp luôn. Và mình đã từng gọi là người đeo, và kiểu khi mà bạn mình nhìn thấy mình đeo cái màu này này, kiểu mọi người sẽ hỏi là ơ, hôm nay mắt kiểu mắt mày nhìn kiểu trông hơi lạ lạ nhỉ, hôm nay có đeo len không, kiểu mọi người sẽ không nhận ra là mình có đeo hay không, mà mọi người chỉ kiểu đang ngờ ngợ thôi, đang không hiểu là do nắng chiếu vào mắt hay là kiểu là mắt mình đeo len vào thì nó mới đẹp như thế. Thì đây là một cái điểm mà mình rất là thích luôn. Màu số 5, dồi ôi, màu cuối cùng sẽ luôn luôn là cái màu mà mình kiểu là để dành, gọi là để dành xuống cuối để giới thiệu cho mọi người nha. Vào luôn nhá, Envy Green. Lạ lẫm là phải để cuối cùng đây này. Dồi ôi, hàng ngon để lại sau cùng nha mọi người. Màu xanh olive cực kỳ hợp với mùa hè luôn nhá. Đeo luôn thôi nào. Next. Ok, test thử nhá. Vân len thì nó vẫn là như là Nude Brown thôi, nhưng mà màu này sẽ là một tông xanh mọi người ạ. Tiếp nhá, nốt bên này đi mọi người ơi. Xanh này ứng quá, trời ơi. Tươi mát à. Thực sự gọi là summer đã cập bến. Cận mắt nhá. Trời ơi, đây nhá, đây chính là cận mắt của Envy Green nha mọi người. Một cái màu xanh rất là trang nhã, rất là tươi mát mà cũng rất là trong mắt luôn nhá.
Đối với cái màu xanh như thế này ý, thì nó sẽ rõ ràng là nó sẽ sáng hơn màu nude brown rồi. Thì nên là mọi người nên make up một chút. Nhưng mà đây là kiểu là khi mà mình chiếu đèn thẳng vào mắt và quay như thế này ý, thì chắc chắn là cái màu xanh của nó sẽ lên được bật hơn và rõ hơn khi là mình đeo bình thường với điều kiện ánh sáng tự nhiên bình thường nha. Bây giờ mình sẽ quay xa hơn để cho mọi người nhìn khi mà kiểu tổng thể cả khuôn mặt thì màu xanh này nó sẽ lên như thế nào nhá. Đây, đây chính là cả cái khuôn mặt của mình khi mà đeo NV Green nhá mọi người. Nói chung là một cái màu xanh táo rất là xinh và kiểu là rất là tươi mát và kiểu gọi là trang nhã ấy mọi người ạ. Nếu mà mọi người đã quá nhàm chán bởi vì cái tông nâu hay là tông xám hay là tông choco kiểu cơ bản bình thường mà mọi người muốn đổi sang một cái tông màu lạ mắt hơn mà không bị quá gắt gỏng thì mọi người có thể trải nghiệm thử cái dòng sản phẩm NV Green này nhá. Đó, thì cái màu này mọi người có thể là sử dụng khi mà đeo hàng ngày cũng được, bởi vì khi mà mọi người nhìn kiểu mọi người nhìn cả mặt như thế này, khi mà mọi người điều kiện ánh sáng bình thường không phải là có quá nhiều đèn chiếu vào mặt như mình như thế này thì nó màu lên rất là tự nhiên giống như ảnh này này. Đó, đây là chính là cái ảnh mà mình đeo lúc mà kiểu là gọi là ánh sáng tự nhiên mà không có đèn chiếu vào mắt, mà kiểu là gọi là thật sự tự nhiên nhất. Còn đây là kiểu là đèn đóm là chiếu vào mặt là như thế này, nó sẽ lên được cái tông xanh như thế này, nhưng mà cái tông xanh của nó lại không hề bị giả chân một tí nào mà nó khá là hòa trộn vào mắt của mình, khiến cho cái mắt của mình nó chuyển màu rất là mượt mà từ màu nâu đen sang màu xanh mà nhìn cái mắt của mình không hề bị giả chân nhá. Rất là trong và rất là xinh luôn. Và cuối cùng thì mình đã review hết cả 5 màu len của Ultra Smooth thuộc dòng KLCL này rồi. Và mình nghĩ rằng mỗi một cái màu len nó sẽ phù hợp với từng cái tính cách hay từng cái style của mỗi bạn. Thế nên là mong rằng là các bạn sẽ tìm được một cái màu len phù hợp với chính bản thân của mình nhất nhá. Và đương nhiên rồi, 5 màu len siêu đẹp và xịn sò này không thể thiếu được những đôi mắt xinh để đeo và trải nghiệm. Và những đôi mắt xinh ơi, hãy chơi ngay giveaway ở bên dưới để có cơ hội trúng một trong 5 màu len này nhá. Và mình có tận 5 phần quà dành cho 5 bạn may mắn cơ. Thế nên là thỏa sức đi, get go, chơi thôi. Và cuối cùng phải kết thúc video rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết cái video này. Và mong rằng cái video này sẽ giúp ích cho mọi người có thể lựa chọn ra được cái màu len Ultra mà mọi người đang phân vân nhá. Và đừng quên like, subscribe kênh YouTube để chúng mình có thể được gặp gỡ nhau nhiều hơn. Và bây giờ thì phải bye bye rồi.